Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Bây giờ là 9 giờ 17 tối rồi, cả ngày thì nào thì đi mua đồ các thứ. Các cửa hàng gần dịp Noel rồi, không biết là chắc là người dân đói kém hay là bán kém thế nào thì không biết, nhưng mà họ hạ giá quá trời thì mình đi khuân một số và là mình cũng làm video để cho các bạn xem đấy. Thì ban ngày thì người ta bảo ban ngày thì rong chơi, đối tối nặng vật mặt trời đổ thóc vào say thì đúng là như thế. Thì bây giờ là 9 giờ 17 tối là mình bắt đầu mới ngồi vào để làm một cái video trả lời một cháu hỏi. Mà thật sự thì cái chủ đề đấy thì mình đã làm rất là nhiều rồi, nhưng mà đến bây giờ thì vẫn có các cháu hỏi. Thì tất nhiên thôi, cũng có người thì theo dõi kênh của mình thì biết, còn cũng có người thì người ta mới vào, hoặc là có thể là người ta bận, người ta không xem được cái video đấy, bị bỏ qua thì người ta không biết, người ta hỏi là chuyện bình thường thôi. Và cái chủ đề đấy cháu đấy hỏi thì mình sẵn sàng trả lời các bạn, không có gì khó. Và mình cũng, cô cũng cảm ơn là cháu đã hỏi cô cái chủ đề đó để cô lại có được một cái video ra. Thì các bạn có biết không, mỗi một lần làm video này rất là đau đầu, rất là mệt mỏi. Hơn nữa là U70 rồi, cái chủ đề, cái ý tưởng nó nhiều khi nó bí vô cùng, không biết là làm thế nào được, không biết là làm chủ đề gì được, nó khó kinh khủng đó. Phải suy nghĩ, mất nhiều chất xám, nói năng thì đã lủng củng, nó không hay, nó không lôi cuốn lòng người, nghe là nó không vào tai. Thì rất nhiều lần ấy là vẫn nói với các bạn là thôi thì cố gắng thương U70 và ủng hộ U70 hết mình, nhưng mà vẫn bị khiêm tốn lắm, chán lắm, chẳng biết làm thế nào được, chả nhẽ lại bỏ cuộc. Thì hôm nay cái chủ đề này thì nó cũng không có gì là mới, nhưng mà nó vẫn là mới với người chưa biết, còn nó cũ thì với người biết rồi. Cũng có rất là nhiều các cháu, các em là nhiệt tình theo dõi kênh của cô từ xưa đến nay, thì cô chia sẻ những cái gì là các cháu đều biết hết. Thì bây giờ thì chắc chắn là cháu này là cháu mới vào, là khách mới, khán giả mới, cho nên là không biết thì mới hỏi cô. Thì tất nhiên là không biết mới hỏi chứ, mà biết thì ai hỏi làm gì, đúng không? Cái chuyện này bình thường thôi. Thì cô xin chia sẻ cái chủ đề hôm nay là cháu ấy có hỏi là cô ơi, thế về hưu mà lương thấp thì có được thuê nhà không? Ồ, tất nhiên thì cái câu hỏi này hay, và cháu không chắc chắn là cháu không phải là người ở Đức, hoặc là không phải ở người ở nước ngoài, nên cháu hỏi câu đấy thì nó cũng rất là bình thường thôi. Thì cô sẵn sàng trả lời là cái rất nhiều lần thì cô đã chia sẻ rồi, hưởng trợ cấp xã hội. Bây giờ cô nói về cái hưởng trợ cấp xã hội nhé, xong là cô sẽ đến cái về hưu. Thì tất nhiên là cô chia sẻ cái này ấy, là có bạn nói cô là dài dòng quá, lạc đề quá. Không phải đâu, cái gì cũng thế, nó cũng phải giống như cái cây ấy, bắt đầu ấy là làm đất xong rồi gieo hạt, rồi tưới cây, xới sáo, vun trồng, và mãi rồi nó mới ra hoa, kết trái và được thu hoạch. Cái gì nó cũng phải có từ đầu đến đuôi, phải nói thì để người ta mới hiểu được. Chứ bây giờ không nói đầu đuôi mà đánh đột cái vào ngay thì ai mà hình dung được, ai hiểu được, đúng không các bạn? Thì các bạn chê mình là nói vòng vo quá, dài dòng quá, lạc đề rồi. Cái đấy không sao, bạn ấy tham gia thì mình cũng rút kinh nghiệm. Cái gì thì mình kém thì mình lên học hỏi và rút kinh nghiệm, và cái gì mà bạn ấy không biết thì mình cũng sẽ giải thích cho bạn để cho bạn hiểu. Có nghĩa là cái gì cũng thế, nó phải móc xích với nhau, phải có đầu thì mới có cuối, cái này không phải là lạc đề. Thì cũng như bây giờ mình quay lại cái chủ đề chính là bạn ấy hỏi, thì ở bên Đức này trừ những người đi làm hãng hoặc là tự kiếm sống thì nó khác nhé. Cái đấy là nếu các bạn nào muốn nghe thì các bạn bình luận
hỏi thì mình sẽ làm video khác. Còn hôm nay là cái chủ đề là nói về tiền xã hội hoặc là tiền hưu thấp thì có được thuê nhà không, nhà nước có trả tiền cho không. Thì bây giờ mình sẵn sàng trả lời cháu là cũng như hưởng tiền xã hội thì thế nào gọi là hưởng tiền xã hội. Có bạn tưởng là mày ở ở Đức cũng như ở bên Mỹ, cho nên là hỏi là về già là hưởng tiền già không, bên Đức thì nó khác hoàn toàn các bạn. Mình bây giờ mình nói về hưởng xã hội trước nhé. Cái người hưởng xã hội trước thì cái người hưởng xã hội thì kể cả các cháu mới lớn lên nhé, mới lớn lên mà chưa có việc làm, đến 18 tuổi chưa có việc làm, đi học nghề hoặc là nói tóm lại là không có việc làm thì vẫn xin được chế độ xã hội, chế độ của nhà nước người ta nuôi. Thì như thế nào là xã hội? Chưa có việc làm, những người có vẫn còn có tuổi lao động chưa có việc làm, và những người bị thần kinh mất trí nhớ hoặc là tàn tật thì nhà nước Đức người ta nuôi. Những người mà bị bệnh hoàn toàn không tự chủ được bản thân mình thì nhà nước nuôi hoàn toàn, mà cái người nuôi ấy là được hưởng lương rất cao đấy các bạn ạ. Đây là mình nói sơ sơ, còn bạn nào mà muốn biết cụ thể thì mình sẽ làm video mình phân tích cụ thể. Đây là mình chỉ trả lời cái chủ đề mà cháu ấy hỏi thôi. Thì còn tuổi lao động thì hưởng lương, hưởng cái người ta gọi là hát phia. Việt Nam mình hay có cái từ là quân đòn bốn đấy, hát phia có nghĩa là không phải là lương thất nghiệp và là không có việc làm mà vẫn còn tuổi lao động thì nhà nước cho hưởng hưởng tiền xã hội. Hưởng tiền xã hội là gì? Tiền xã hội mà đã không có việc làm thì không có phải đóng thuế, không phải mất một cái gì hết, nhà nước lo cho hoàn toàn, nhà nước trả tiền nhà, nhà nước trả tiền ăn, nhà nước cho một số vé để đi tàu điện rẻ tiền, nhưng mà ít thôi nhé các bạn nhé, chứ không phải hoàn toàn. Bây giờ biết đâu được cái gì nó cũng có chừng mực thôi. Ví dụ biết đâu được bạn, nhu cầu của bạn đi một tháng 100 lần thì người ta cho cả trăm à? Không, cái gì nó cũng phải có giới hạn đúng không các bạn, cái này mình phải tự hiểu. Tiền ăn thì người ta ví dụ người ta tính một đầu người là tiền ăn, là đây là mình ví dụ nhé, tiền ăn là 400 hoặc là 380 oi go. Còn trừ tiền nhà là người ta cho mình tiền ăn này, và tiền nhà thì người ta trả tiền nhà cho mình, bởi vì đã không có việc làm mà đã hưởng tiền xã hội thì nhà nước người ta nuôi hoàn toàn, không mất một cái gì hết, không có phải trả cái gì hết, kể cả tiền bảo hiểm ốm đau nhà nước người ta cũng trả cho. Và đây là mình chia sẻ sơ sơ nhé, còn cặn kẽ nữa nếu như bạn nào muốn nghe thì các bạn bình luận và mình sẽ trả lời tiếp, chứ vì nếu mà cặn kẽ mà gói gọn trong một cái video thì không không hết. Thì nhà nước nuôi và vẫn còn tuổi lao động mà mình vẫn không có bị bệnh tật gì hết thì hàng tháng là người ta vẫn, một tháng là người ta gọi trình diện 6 tháng trình diện một lần, nhưng mà suốt ngày là người ta tìm việc làm cho mình và người ta giới thiệu việc làm cho mình. Và nếu mình đi, mình phải đi và phải phải có trả lời, nếu không trả lời là người ta cắt tiền. Thì phải trả lời, và mỗi tháng ít nhất là phải có 3 cái chữ ký của cái người chủ. Ví dụ người ta giới thiệu việc làm hoặc là mình đi xin việc làm nhưng mà chủ người ta không nhận thì người ta đóng cho mình cái dấu vào cái giấy đấy, một tháng 3 lần. Và người ta hỏi đi học, gọi đi học tiếng này, rồi người ta gọi đi học nghề này, học vi tính này, đấy, ví dụ như thế. Thì là người ta vẫn cho hưởng xã hội bình thường. Nếu như ở Đức này mà các bạn không có chí tiến thủ, không phấn đấu mà cứ được chăng hay chớ, miễn là ăn chơi hưởng thụ sung sướng, nhà nước gọi đi học thì ta đi học, nhà nước để cho chơi thì ta chơi, và giới thiệu việc làm ta đi, cứ như thế thôi, không có chí tiến thủ mà không phấn đấu, không có cần giàu có thì cứ nhà nước nuôi, chơi ăn chơi sướng, không có phải mình ước mong làm sao mà Việt Nam mình tiến triển. Xã hội Việt Nam cũng thế, chứ ở Việt Nam mình thấy nhiều người khổ lắm, nghèo lắm, đông con rồi nhà nghèo, nhà thì dột nát rồi, đi ăn xin ăn mày, con cái thì nghỉ học
thất học, rồi có những người bố mẹ thì thần kinh hoặc là không may tai nạn hoặc là mù lòa què quặt, rồi con cái không có điều kiện cho con cái đi học, con cái phải nghỉ học để nuôi đi ăn xin ăn mày đi bán xổ số, rất là tội nghiệp. Mình ước Việt Nam mình dần dần tiến hóa cũng được như ở nước ngoài thì sung sướng, rất là tội. Thì và nếu mà nói đến đây thì các bạn vào các bạn lại chửi mình, các bạn lại bảo là lúc lúc thì chê Việt Nam, lúc thì chê Đức. Cái này mình hoàn toàn không chê các bạn nhé, mình chia sẻ sự thật, cái gì đúng là mình nói đúng, cái gì không đúng là mình nói không đúng, và mình so sánh chứ mình không chê, mình hoàn toàn mình không chê một chút nào. Các bạn hiểu sai hiểu lầm. Và thì cái tiền lương hưu nó cũng tương tự như là cái tiền hưởng xã hội này các bạn nhé, chứ không có phải là về già mới được tiền già. Tiền già như ở Việt Nam ấy thì cũng là tiền già giống như ở Mỹ đấy, là cái về già như ở Việt Nam là không phải là 70 tuổi hay là 80 tuổi đấy thì được tiền già nhà nước cho đấy. Đấy, cái đấy thì tương tự như thế thì gọi là tiền già, nhưng mà ở Đức nó khác hoàn toàn, Đức không phải như thế. Và thì cái tiền hưu ấy, ví dụ về hưu mà người ta tính cái năm công tác của mình về hưu mà mình đi làm lương hưu cao, giả sử nha, người Đức người ta tính tối thiểu là cái tiền ăn của mỗi một đầu người là 400 euro, nhưng mà và cộng với tiền nhà, thì cái tiền nhà nhé, mình nói cái tiền nhà là giả sử như là người ta quy định, ngày xưa thì dễ nhưng mà bây giờ thì nó khó hơn, là người ta quy định là một người thì chỉ được ở cái nhà đến 48 mét vuông, và tùy mình chọn một phòng hai phòng. Thì là tất nhiên ý là thuyền địch, mình định nói cái từ là thuyền địch là từ của Đức, thì phải có cái nhà tắm và phải có bếp đấy, công trình vệ sinh đấy, thì giống như là các bạn cứ hình dung nó giống như là cái mình thì mình chưa vào chung cư ở Việt Nam nhưng mà mình nghĩ là chung cư là nó cũng giống như thế, ở đây ấy, là ở Đức nó như thế. Thì cái tiền nhà ấy, là người ta quy định như thế, và nhà là chỉ được phép giả sử như người ta một người là người ta chỉ trả cho từ 400 trở về. Ngày xưa là không được đâu, nhưng mà bây giờ ấy, là nó đắt đỏ là lên giá, chứ còn trước là đến 400 không được. Đấy, một người ở một mình thì như thế, nhưng mà nếu hai vợ chồng thì nó lại khác. Hai vợ chồng thì không phải là 48 mét vuông mà hai người cộng vào là 90, là 48 48 mét vuông là 89 90 mấy mét, không phải như thế. Thêm một người vào nữa thì người ta chỉ công cộng thêm ít thôi. Cộng thêm, mình thì mình không có hai người cho nên là mình cũng không không rõ, nhưng mà mình rõ mình biết, không rõ là chính thức bao nhiêu, nhưng mà mình biết là người ta không có cho gấp đôi mà chỉ được thêm là ví dụ hai người thì được phép là thêm 10 mét vuông nữa. Đấy. Thì cái tiền nhà ấy, là người ta quy định là một người ấy, là 400 trở về. Còn nếu mà bạn thích nhà đẹp, nhà to, nhà rộng, nhà đắt tiền thì bạn tự trả tiền thêm vào. Còn nhà nước người ta chỉ cho như thế thôi. Thì bây giờ mình ví dụ là cái về hưu và cái xã hội là nó khác nhau thế này. Về hưu ấy thì hết tuổi lao động mà nhà nước người ta bù bù cho, bởi vì mình thu nhập không đủ thì người ta cho, nhưng mà họ không gọi, không bắt đi làm, không giới thiệu việc làm, không bắt đi học nghề hoặc là không bắt đi tìm việc làm như là hưởng xã hội, bởi vì hết tuổi lao động. Thế còn và cái vẫn còn tuổi lao động mà hưởng xã hội nhé, là một năm chỉ được 3 tuần nghỉ phép và phải xin. Còn thứ bảy chủ nhật thì không tính. Còn nếu như mà bạn mà không xin mà bạn cứ đi mà khi người ta phát hiện ra là người ta sẽ trừ. Còn cái hưởng cái chế độ hưu thì nó lại khác. Chế độ hưu thì không. Chế độ hưu ấy thì đây mình giả sử nhá, là người ta cộng cả tiền ăn. Bây giờ đây là mình giả sử thôi, là 400 tiền ăn người ta cho này, 400 tiền nhà người ta cho, là tổng cộng là 800 nhá. 800 mà người ta cho cái tiền nhà, nhưng mà tiền nhà mình đi thuê thì mình phải lấy người tiền người ta cho là cái tiền mình đi thuê là mình phải trả vào tiền nhà, các bạn hiểu không?
thì là người ta vẫn cho chứ, thì bởi vì cháu hỏi như thế thì thế bây giờ không cho thì ở đâu, để về hưu nhà nước không cho tiền nhà mà không không đủ sinh sống thì ở đâu, nên bắt buộc người ta vẫn cứ phải cho hưởng xã hội, người ta còn cho huống hồ là về hưu hết tuổi, về hưu hết tuổi lao động rồi thì người ta cho, thì là cái tiền nhà là mình phải phải trả vào tiền nhà, thì cái tiền ăn là mình được giữ lại thôi, còn cái tiền đóng bảo hiểm ốm đau là người ta trả cho mình rồi, người ta trả vào 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 cái bảo hiểm rồi, mình không có phải lo hàng tháng này đi khám bệnh chữa bệnh bị làm sao nó cứ có cái thẻ thôi. Thế còn nếu mà nói vào cái chữa bệnh bảo hiểm ấy, thì nếu các bạn thích biết cụ thể thì các bạn cũng lại bình luận hỏi, thì mình cũng sẵn sàng làm một cái video mình trả lời. Tất nhiên là cái này mình cũng đã chia sẻ rồi, nhưng mà cũng như lúc nãy mình nói đấy, các bạn cũ theo dõi thì các bạn biết, còn có những bạn mới vào thì chưa biết, các bạn hỏi mình sẵn sàng trả lời. Và thì mình không đủ, đây là mình giả sử nhé, 400 người ta cho, đây là trừ tiền bảo hiểm ốm đau rồi nhé, bảo hiểm ốm đau là trừ rồi đấy, mình không có tính toán gì vào đấy cả, ốm đau là vẫn có, và ốm đau hàng tháng là mình vẫn cứ đi khám bình thường không có tiền. Thì 400 tiền ăn và 400 tiền nhà là 800, thì nhà nước người ta chuyển vào tài khoản của mình 800, và cái 400 kia là mình phải tự trả tiền thuê nhà đấy các bạn nhé, trả tiền thuê nhà, còn còn lại 400 thì mình ăn, thì mình ăn thì cái 400 đấy thì mình khéo tiêu thì còn, mà mình không khéo tiêu thì hết, đấy là việc của mình, kệ mình. Còn ai mà vẫn còn hầu bao hoặc là muốn có việc vẫn có tiền để mà chi tiêu thì các bạn phải tự bươn chải thôi, đi làm thêm hoặc là cái gì đấy, đấy là việc riêng của mỗi người, cái này mình không chia sẻ, mình không nói đến, đây là mình chỉ nói cái chung ở cái nước Đức này thôi. Thì về hưu đấy là mình trả lời đấy, cô trả lời cho cháu là về hưu ấy là đấy mình vừa mới giả sử, nên là tiền hưu bạn chỉ được có 300 hoặc là 400 hoặc là 500, nó dưới cái 800 thì nhà nước người ta trừ cái tiền hưu của mình đi, giả sử như là bạn được 500 tiền hưu đi thì người ta trừ đi 500, còn thiếu 300 người ta bù cho đấy, bạn hiểu rõ cái đấy chưa nào. Đấy hôm nay nè mình chia sẻ rất là rõ ràng nhé, mình chia sẻ hết luôn nhé, rõ ràng dễ hiểu luôn nhé các bạn nhé. Thì bây giờ cái video này nó cũng đã đầy đủ rồi và nó cũng đã dài, thì mình xin dừng ở đây nhé, mong các bạn ủng hộ U70, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp các bạn đến video tiếp theo. Bye bye.